liền đau lắm. Bác chị chứ, bác đâu chứ, mày không mệt à? Bác cứ làm việc của bác đi. Em ra rồi đây. Coi bác sĩ này. Em zoom điện thoại này. Bác sĩ khâu đi nhá, khâu đẹp quá nhá, khâu đẹp. Khâu thẩm mỹ luôn cháu nhá, đẹp vào, gọn vào. 2 giờ sáng về đi tắm xong bội đầu, sấy tóc xong 3 giờ. Nằm nghiêng mình ráo nước. Xem là mai hàng hóa thế nào này. Tự dưng ngay thấy cái bụt. Vỡ ối rồi bác ơi. Alo. Bác Đức ơi, cháu vỡ ối, bác Đức ơi, cháu vỡ ối. Bụp cái cho bác sĩ bảo chứ 2 tiếng nữa có thể là sẽ đẻ. Em gọi cho bạn thân em. Nè, chở tôi đi đẻ. Em không gọi chồng em, không gọi mẹ chồng em. Bởi vì gọi mẹ chồng là bà chạy từ quận 6 lên như một cơn gió, bà cuống. Mà gọi chồng em đã về được đâu. Em rất bình tĩnh. Đồ thì chuẩn bị sẵn rồi. Tại sao không gọi? Mẹ ruột người Hà Nội gọi bà bay kêu sao kịp. Quên. Gọi bạn sang. Dạy con, xách cái vali cho cô, cầm cọc tiền, khẩn trước. Đi. Thế bạn em đến đón, em giao quán phở. Chị biết em làm gì? Em gọi một tô phở bò, thêm một bát bò trần, một ly nước cam uống sẵn và một ly nước cam mang đi. Lên trên xe vẫn quay clip. Ê, chờ các bạn đi để đây, clip này sẽ up sau nhé. Xuống bệnh viện, bạn em mà chạy đi cất xe. Em kéo vali với con giúp việc vô. Anh bảo vệ chứ. Chị ơi, chị đi đâu đấy? Mới 7 giờ sáng. Đi đẻ. Em đi đẻ. Tưởng tượng ấy, là ông bảo vệ ấy, tưởng em đi lậu. Ông nội, con vỡ ối rồi. Con hỏi phòng bác sĩ, đợi lâu con đi ông nội. Bảo vệ vẫn đang ngay ngủ. Ôi thôi, chị chờ em để em mang xe đẩy. Không có bị liệt. Tự đi được. Đi cho nhanh đẻ, ông chỉ phòng đi, tôi đi nào. Lúc đó có đau không? Nó dầm dầm kệ chứ Vinh. Bây giờ nhá, đau thì không đẻ à? Đau thì cũng phải đẻ. Nếu như mình nghĩ đến cái đau mà mình không đẻ thì con thấy tôi đừng chửi. Nhưng mà về cảm giác là em cũng không thấy đau à? Em thấy đau. Nhưng mà cá nhân em, tôi cho em một cái ý chí là đau cũng phải đẻ, đẻ phải đẻ chuẩn, đẻ phải đẻ ngon, đẻ phải đẻ dặn phải chuẩn để cho con mình không bị ngủ. Thế em đi lên bác sĩ bảo là đi vào đây vệ sinh để làm các thủ tục xong. Bắt đầu nằm lên giường, bác sĩ bảo chứ không được rồi Trang ơi. Con kiến phải đẻ mổ. Tại vì nó ngửa. Nó ngửa. Thế bác sĩ bảo ngạc. Xong rồi bảo chứ, ôi giời ơi cháu bị xoang đây này, bác lại còn cho con cháu đẻ mổ nữa thì không được. Có cách nào không để mà cho nó đẻ được thường không? Bây giờ chỉ còn cách là chịu đau. Trời, lúc đó còn thỏa thuận như bác thỏa thuận sĩ chứ. Rất tỉnh táo và em tự một mình quyết hết. Tự tình quyết. Không nhắn cho chồng luôn. Không. Kệ. Em bác sĩ bảo là sẽ phải xoay đầu con kiến. Gần 4 tiếng, 2 y tá và 1 bác sĩ. Em nằm trên bàn này, dạng chân ra, bác sĩ nằm xoay. Em vẫn điện thoại đặt đậu, đặt rau, đặt thịt bình thường. Nhìn camera, đau mà chị, đau bấm tay này. Nhưng mà vẫn phải làm, phải làm việc kiếm tiền chứ không có tiền sao đi đẻ. Một mặt là phải tập trung làm việc để quên cái đau, một mặt là phải chấp nhận cái đau đấy để mà xoay. Đến khi mà 4 tiếng đồng hồ xong mới nở có 6 phân. Úi giời ơi, cái con đường nó dài ghê vậy các bác ạ. Từ 7 giờ sáng đến 11 giờ 6 phân. Úi giời ơi, bác Đức ơi, bác đi ăn yến đi, nghỉ ngơi đi. Khi nào đẻ gọi cháu gọi. Trời ơi, chờ đến 2 rưỡi chiều. Có nghĩa là lúc đấy là sáng là ekip chụp hình quay phim á, là xuống sẵn rồi, trời thần thiên địa ơi, tưởng đẻ liền. Bác sĩ bảo 2 tiếng xong chúng có xô em phải chạy về Sài Gòn. Đến khi bác sĩ bảo là muộn nhất là 3 giờ đẻ, sớm nhất là 2 giờ, 12 giờ gọi điện. 2 giờ đẻ nha, trời thần thiên địa, kẹt xe. Cái tuyến đường nó kẹt xe, trời ơi. Bác sĩ ạ, chuẩn bị đẻ này, chuẩn bị dặn đấy Trang ơi. Đến đẻ rồi, mở đủ rồi. Bỏ mẹ rồi, ekip rồi. Ekip rồi, trời ơi. Vẫn rất vững táo. Những giây phút thiêng liêng của tôi. Mở 2 điện thoại ra, chờ đâu có vừa. Vật đây. Quay bác sĩ, quay phòng này. Tự làm camera luôn. Tự làm camera, quay. Quay xong đó, đặt điện thoại xong. Đặt hai tay đây, chân dặn đúng 4 hơi. Khi mà bác sĩ bảo chứ, đến hơi thứ 2 chưa bảo chứ. Phải rạch cho Trang ạ. Rạch đi, bác rạch tan hoang cũng được nhanh lên. Bác rạch đi. Không có con cháu nó ngộp. Kẹp ra một cái là lúc đấy cảm giác mới đau. Lúc mới là đau thấu tim gan, nó bị rạch con ra rồi. Con ra con lấy điện thoại liền, quay liền. Úi giời ơi, bác sĩ đưa em ra này. Đưa em vào. Ôi hoang, cái đoạn đau thấu tim gan mà vẫn còn nhớ bốc điện thoại rồi. Quay. Lôi ra tụt ra rồi, lấy cái tụt ra một cái rồi là lấy cái điện thoại liền. Bởi vì camera đang đấy là những giây phút thiêng liêng quan trọng nhất của con em, rất là quan trọng. Đấy là liền đau lắm. Bác chị chứ, bác được chứ, mày không mệt à? Bác cứ làm việc của bác đi.
Em ra rồi đây, em ra rồi đây. Quay bác sĩ này. Em zoom điện thoại này, bác sĩ khâu đi nhá, khâu đẹp quá nhá, khâu đẹp. Khâu thẩm mỹ luôn cháu nhá, đẹp vào, gọn vào. Xuất sắc vào. Đấy. Có thuyết minh trong phim luôn. À xong rồi làm lau xong đưa kiến lên áp da. Đấy. Áp da xong ekip mình đấy. Úi giời ơi. Chừng nào mới nhắn cho chồng? À về phòng hồi sức hút xong mắt Yến, đẻ rồi nha. Ngắn gọn vậy thôi.